Những ngày gần đây, cộng đồng mạng đang loan truyền nhau mua giống cây hồng xiêm kết xù hồng xiêm Thái Lan, ruột đỏ về trồng bởi giá không còn quá đắt như trước nữa. Trước đây, giống loại cây này rao bán từ 1-1,3 triệu đồng cây. Nhưng hiện nay, giống cây này đang rao bán đi với mức chi phí dao động từ 200-400 đồng cây, giống phụ thuộc vào kích cỡ cây lớn hay nhỏ. Thậm chí, có nhà vườn còn vận dụng chương trình khuyến mãi cho bạn mua 2 khuyến mãi 1. Hồng xiêm ruột đỏ cho quả rất to, trung bình 1,5 quả nên gắn thêm hai chữ kết xù. Đặc biệt đây là loại cây khỏe mạnh, dễ trồng nên đa số chúng ta trồng ưa chuộng nhân rộng, nhiều hộ gia đình đang dần sửa chữa các loại hồng xiêm cũ.